Xin chào tất cả các bạn, tôi vừa ra đây Yolo. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với Pokemon Expert Emerald Randomizer Weloid. Như các bạn cũng biết thì ở video trước chúng ta vừa mới đột nhập vào hang ổ của team Mama và đánh bại trùm của băng đảng tội phạm này là Maxi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự với băng đảng tội phạm khác là team Aqua. Và việc đầu tiên mà mình cần phải làm đó là đến được thành phố Slayport City để chứng kiến cảnh Archer là trùm của team Aqua sử dụng con tàu ngầm để trở lại với thành phố Lilycorp. Cũng hơi mất công tí. Nói chung là bây giờ mình sẽ phải sử dụng một con Pokemon biết đòn bay để trở lại với thành phố Lilycorp và đột nhập vào cái hang ổ chính của cái tụi này. Dù sao thì ở video trước chúng ta cũng đã có được tới 4 cái chết trong một video kỷ lục trong cái series này, khá là đáng buồn và thật sự là mình cũng đã rất là đau khổ. Nhưng mà dù sao thì để đối phó với cái việc này thì mình cũng đã sử dụng cũng đã cho vào đội hình chính 4 con Pokemon trên băng ghế dự bị, đó là Bushujima, Mandy, Medi và Barney. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng xem qua những cái thay đổi chính của tụi này sau cái đợt luyện level ha. Đầu tiên là một con Bushujima Conceptile của mình cũng có chỉ số khá là lý tưởng, tốc độ của nó rất là cao, nhưng mà những chỉ số còn lại thì rất là bình thường. Và trước giờ thì mình luôn luôn có cái khoản này là con Bushujima sẽ có sức tấn công vật lý ngang bằng với sức tấn công phép thuật hay sao đó, cũng tương tự như là con Blaziken, nhưng mà rốt cuộc thì có lẽ như là mình đã nhớ sai. Dù sao thì cái hệ thống đòn của con này cũng khá là đa dạng, một đòn Sludge Bomb, một đòn Giga Drain, Crunch và Solar Beam. Bởi vì mình thấy là cái chỉ số của con này thiên về sức tấn công phép thuật cho nên là mình cũng không có đầu tư lắm vào những cái đòn vật lý, cho nên là trong cái hệ thống đòn của nó chỉ có một cái đòn vật lý duy nhất là Crunch mà thôi. Như sao thì đó là Bushujima. Tiếp theo là Mandy. Ở video trước thì mình chưa giải thích cái tên của con này phải không ta? Đại loại là ba cái chữ đầu tiên của Manectric là M-A-N, ba cái chữ đầu tiên của Mandy cũng là M-A-N. Đại loại cho nên mình lấy cái tên này. Mandy cũng là một tên của một đứa con gái, cho nên là cũng khá là hợp chứ hả. Như sao thì bởi vì con này là Pokemon thiên về công phép thuật, cái này là hiển nhiên rồi, cho nên là những cái đòn của nó chắc chắn cũng sẽ thiên về phép thuật luôn. Cái đòn Protect thì không phải nói, thì cái đòn này thì cũng sẽ rất là hữu dụng cho một số trường hợp. Nhưng mà ba cái đòn còn lại thì Thunderbolt và Thunder đều là thiên về phép thuật, chỉ có đòn Crunch là thiên về vật lý. Cái do cũng tương tự như con Bushujima hồi nãy. Cái điều duy nhất mà mình không hài lòng đối với con Pokemon này đó là những chỉ số của nó không được đẹp lắm. Nó thiên về phép thuật, tốc độ của nó cũng khá là cao, nhưng mà so với những con Pokemon còn lại, ví dụ như so với con Bushujima hồi nãy đi, thì những cái chỉ số này thật sự là hoàn toàn không có ấn tượng tí nào cả. Nó là trước giờ thì mình luôn biết được con Manectric là một con Pokemon thiên về phép thuật, nhưng mà mình không có ngờ là cái chỉ số tấn công phép thuật của nó lại thấp như thế này. Cũng không biết sao nữa. Dù sao thì thành viên tiếp theo sẽ là Medi. Con này thì mình cũng chưa giải thích cái tên phải không ta? Nếu bạn nào chơi qua cái game Warcraft 3 Reign of Chaos hay sao đó thì cũng sẽ biết là ở trong đó có một nhân vật phụ khá là quan trọng, đó là nhà tiên tri Medi. Ông này là dự báo về cái sự suy tàn, cái sự sụp đổ của Lodarion, một cái vùng đất khá là quan trọng trong cái truyền thuyết của Warcraft hay sao đó, trong cái cốt truyện của Warcraft. Và trao đổi này có cái khả năng biến thành con quạ, cho nên mình thấy con quạ đen không thật ra đâu có con nào quả nào quả trắng đâu hả, nói thừa. Nhưng mà vì sao thì bởi vì mình thấy được cái sự tương đồng giữa hai nhân vật này khá là tương đồng thôi, cho nên là mình có đặt tên con này là Medi luôn. Mà dù sao thì cái chỉ số của con này cũng khá là bất ngờ. Trước giờ thì mình luôn luôn quan niệm là những con Pokemon thể bay thường sẽ có sức tấn công vật lý cao hơn sức tấn công phép thuật, nhưng mà đúng như các bạn thấy đó, mình đã nhớ sai, mình đã có ấn tượng sai, nói chung là trong video này sai quá nhiều. Dù sao thì cái hệ thống đòn của nó cũng khá là tạm được thôi chứ không phải là quá mạnh. Một đòn Aerial Ace, một đòn Fly, một đòn Shadow Ball và Crunch. Dù sao thì ba con Pokemon mới của mình đều có đòn Crunch trong hệ thống đòn, cũng khá là trùng hợp đó. Dù sao thì đó là con Pokemon thứ ba, con Pokemon mới thứ ba trong đội hình của mình. Và cuối cùng là Barney con Nidoking. Con này thì mình cũng chưa hết cái tên không? Mình nghĩ là mình cũng chưa giải thích cái tên cả nên giải thích lại luôn. Thừa cũng không sao, chứ sao gì cũng thừa nhiều lắm rồi. Như sao thì nếu bạn nào xem qua những cái chương trình cho thiếu nhi hồi đó cũng sẽ biết được là trên TV có chỉ một cái gọi là Barney và những người bạn. Trong đó cái nhân vật chính là một con khủng long màu tím. Mình biết con Nidoking không phải là một con khủng long, nhưng mà nó có cái màu tím và cái dáng vẻ nó cũng gần giống nhau, cho nên là tại sao không đặt tên con này như vậy luôn. Chứ sao thì cái chỉ số của con Pokemon này là tệ nhất trong 4 thành viên mới. Mình không có biết tại sao, ngoài cái lượng HP khá là dồi dào thì những cái chỉ số còn lại của con này đều không có gì gọi là ấn tượng cả. Công phép thuật thấp, công vật lý cũng thấp, thủ phép thuật lẫn thủ vật lý đều thấp, và tốc độ thì thật sự là chắc là chỉ có nhanh hơn được con Mystic thôi hả, 60 đây, chậm hơn Medi. Ok, nhanh hơn được Cannonball, nhanh hơn được có tí xíu thôi, cũng không có gì đáng tự hào lắm đâu. Chậm hơn Mandy, và chắc chắn là chậm hơn Bushujima rồi, cho nên là
yeah, cũng khá là tại. Dù sao thì con bò này có được một hệ thống đòn cũng khá là đa dạng, cũng gần giống như Bushujima, có một đòn Sludge Bomb, một đòn Horn Attack, Ice Beam và Soft. Con bò mình này chính là cái đứa duy nhất trong đội hình của mình có thể học được cái đòn lướt sóng, cho nên là mình cũng đã dạy cho nó cái đòn này luôn. Bởi vì nếu mà không có, nếu mà không làm cái việc đó thì chắc chắn là chúng ta không thể di chuyển được nhiều trong những cái vùng nước được rồi. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng đã đổi nhà vào hang ổ của tụi Team Aqua, và con bò mình đầu tiên mà chúng ta sẽ phải đối phó với là Sharpedo. Cái đó có giống tiếng Việt không ta? Phải đối phó với là... Rồi bỏ qua. Dù sao thì một cái đòn Giga Drain cũng không đủ để có thể hạ gục được Sharpedo ngay lượt đầu tiên. Khá là tệ, nhưng mà mình cũng sẽ kết thúc con Pokemon này bằng một đòn Sludge Bomb. Rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đối phó với một con Dung Spout. Từ từ, Mandy là... Mandy là hệ để có Dung Spout, có phải là hệ, có... à, hệ đất không ta? Mình nhớ là hệ đất hay hệ thường gì đó, cũng không có biết làm sao nữa. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Giga Drain ở đây xem coi như thế nào. Nà hả? Ok, cho mày Takedown. Ủa, cái đòn Takedown của nó mạnh quá vậy? Ông nội ơi! Giga Drain! Hey! Rồi, chúng ta tiết kiệm được một tí máu. Dù sao thì ở đây mình cũng sẽ cùng khám phá xem cái khu vực ban đầu này có gì hay ho hay không. Không có gì hết. Ok, vậy thì chúng ta cũng sẽ cùng xuống cái tập tiếp theo, và ở đây có tới hai cửa lợn. Mình nghĩ là mình cũng sẽ cùng vào cửa bên trái chứ xem coi gì. Có thêm một đứa Team Aqua ở chỗ này nữa, và ở bên phải thì lại có một trận đấu đôi, cho nên là chúng ta cũng sẽ phải chuẩn bị một tí xíu. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ cùng đối phó với Ludicolo, và con này thì chắc chắn là mình cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Sludge Bomb rồi. Thêm một lần Sludge Bomb nữa. Tự nhiên mới ngủ dậy cho nên liếu lưỡi hay sao đó, phát âm cũng không ra được nữa. Dù sao thì tiếp theo là Substree, và con này cũng tương tự như hồi nãy, một đòn Sludge Bomb là đủ rồi. Hai lần Sludge Bomb, mình nghĩ là tới hai lần Sludge Bomb luôn. Nói chung là con Bushujina mình không biết tại sao, nhưng mà mình cứ có cảm giác là nó chỉ có tốc độ mà thôi. Cái sức tấn công vật lý và phép thuật của nó cũng không biết nói làm sao, cũng hơi chậm. Vì sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một trận đấu đôi, và mình nghĩ là Bushujima không cứ hồi máu cho Bushujima đi, cẩn tác vô ấy nãy. Từ sau cái video trước thì mình rút ra được một bài học là sau mỗi lượt thì nên xem xét coi là sử dụng combo mình hiện tại hay là đổi sang một combo mình khác, cái nào sẽ hợp lý hơn. Nói chung là mình rất hối hận về hai cái chết giữa của Darwin và con nào nữa ta, và Castform hả, không phải Castform. Nói chung là còn một con nữa, mình quên mất bốn con mình đã chết, bốn con mình đã để chết ở trong video trước là gì rồi. Nói chung là cũng không có gắn bó được bao lâu cả. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Sludge Bomb với Farfetch. Còn biết sao mà mình sẽ phải làm như vậy thôi, một đòn Sludge Bomb với Farfetch. Và Mandy cũng sẽ cùng tập trung với con này luôn ha, Thunderbolt với Farfetch. Ok, để xem coi con Go bè này có thể làm được cái gì. Một đòn Poison Fang với Mandy, và Mandy của mình cũng đã không bị dính trạng thái độc, khá là xịn. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Crunch với Golbat, bởi vì đó là đòn duy nhất của mình không bị khắc. Và Thunderbolt của Mandy, cái này là hiển nhiên rồi. Ok. Con này cũng tương tự như hồi nãy, Crunch và Thunderbolt. Không, thật ra hồi nãy mình đã có thể sử dụng cái đòn Sludge Bomb rồi phải không? Bởi vì cái đòn Crunch là hệ bóng tối, và nếu mà sử dụng với một con Pokemon hệ bóng tối thì cũng sẽ không gây được bao nhiêu sát thương cả. Mình thật là may mắn khi mà hồi nãy mình đã không phải trả giá vì cái sự bất cẩn của mình. Dù sao thì hồi nãy như mình đã nói đó, mình mới ngủ dậy cho nên đầu óc chắc cũng còn lú lẫn sao, mong các bạn thông cảm nếu mà trong video này có chuyện gì xảy ra, hoặc là mình phát âm không đúng, hoặc là liếu lưỡi, hay là nói chung là có điều chi sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thử. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn và mình nghĩ là mình có thể đổi qua không và mình không có con Pokemon nào hệ bay trong cái lượng này cả. Sludge Bomb không, Crunch với Rosalia xem coi như sao. Nó hãy cho mày Petal Dance Crunch. Một chiến thắng rất là dễ dàng. Tiếp theo sẽ là Jumpluff, tương tự như con hồi nãy mình sẽ phải sử dụng Bushujima trong trường hợp này. Và cái đoạn Crunch không có mạnh lắm hả, thêm một lần Crunch nữa. Và mình nghĩ là thằng này cũng sẽ có một cái Super Potion hay sao đó để hồi mới cho con Jumpluff ở đây. Nhưng mà cái điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng nữa, bởi vì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng đòn Crunch. Và hiện tại như các bạn cũng đã thấy rồi, hồi nãy thì nó không có bất kỳ một cái Super Potion hay gì tương tự cả, cho nên cũng khá là tiện. Thêm một lần Crunch nữa. Nó lại khá mạnh đó.
Ok, chúng ta có được một chiến thắng khá là dễ dàng trước cái thằng team Aquan này. Và mình cũng sẽ cùng đổi qua Comenti trong những cái trận đấu sắp tới. Bởi vì Bushujima cũng đã lên được level 71 rồi. Và mình không có biết tại sao nhưng mà tụi team Aqua này không có sử dụng nhiều combo ban hệ nước như mà như là mình đã tưởng tượng. Giống như là hồi đó tụi team mà cũng đã không sử dụng nhiều combo ban hệ lửa hay hệ đất. Cũng không biết tại sao, có thể là trong cái bản hát này người ta cũng đã chỉnh lại cái cơ cấu, không phải cái cơ cấu mà chỉnh lại đội hình của những huấn luyện viên nhã nhặn trong cái chuyến hành trình. Và như vậy thì có thể là cũng sẽ tạo ra được nhiều điều bất ngờ cho người chơi. Nhưng mà đôi lúc thì cái đó lại gây khó khăn cho mình. Chúng ta có được một chiến thắng dễ dàng trước ba con Pokemon hệ nước. Hồi nãy thì mình mới nói là tại sao team Aqua không sử dụng nhiều con Pokemon hệ nước như mình tưởng tượng. Và rốt cuộc thì cầu được ước thấy. Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ phải cần thêm một trận đấu nữa để cho Mandy lên được level 71. Và bởi vì như vậy cho nên mình cũng sẽ cùng hồi máu cho Bushujima trong trường hợp này để chuẩn bị cho cái trận đấu đôi ở đây. Cũng khá là tệ phải đối phó với hai con Pokemon hệ thường. Mình sẽ cùng sử dụng một cái đòn Thunder với Snorlax đi ha. Còn Bushujima sẽ xin một đòn Sludge Bomb cũng với Snorlax đi ha. Nói chung là gì con nào mạnh trước đã rồi gì đến sau. Mandy sử dụng cái đòn Thunder hộp. Ôi mẹ kiếp. Thunder, Snorlax, Sludge Bomb, Snorlax. Lần này thì trúng rồi. Vẫn không thể giật được hết máu của nó hả? Thiệt là tài. Ok, cái đó là một cái critical hit nữa. Mình chắc chắn là một đòn hai phần bình thường sẽ không thể giật được hết máu của con Mandy mình đâu. Nhưng mà rốt thực kỳ xuê thì cái số chó không bao giờ thoát được khỏi mấy cảnh này cả. Ở đây thì Mandy của mình cũng đã tử trận cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một combo khác. Mình nghĩ là mình sẽ tung ra Cannonball trong trường hợp này. Ok. Và rollout đi ha, rollout cho xịn. Còn Bushujima sẽ sử dụng một đòn Giga Drain đối với con Clefable để hồi lại một tí máu. Ôi vừa nãy thì nó cũng đã tấn công hộp thiệt luôn hả? Không thể tin được. Mấy kiếp. Ok, Giga Drain với Clefable xem coi sao. Thêm một lần hụt nữa. Không thể hiểu được. Giga Drain, Clefable. Lần này thì trúng được rồi. Đáng lẽ mình nên sử dụng cái đòn này sớm hơn. Bởi vì cái đòn Giga Drain vừa rồi cũng đã giật được nửa máu của con Clefable phải không? Thêm một lần nữa xem coi sao. Này, hai lần trúng liên tiếp. Và Giga Bushujima của mình cũng đã đầy được lại máu rồi. Cũng đã được hồi đầy máu rồi. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Crunch với Clefable xem còn sao. Cả cái Rollout và cái Crunch của mình đều hụt. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Defense Curl. Và Bushujima sẽ sử dụng một đòn Crunch với Clefable sau khi mà con này trồi lên từ mặt nước. Ok. Và con bộ mình cuối cùng trong cái trận đấu này sẽ là Wigglytuff. Ở đây thì mình nghĩ là mình cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Earthquake luôn đi ha. Bởi vì Bushujima thì là hệ cỏ cho nên chắc cũng không có bị ảnh hưởng quá nhiều từ cái đòn hệ đất đâu ha. Mình cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Giga Drain đây, nói chung để phòng ngừa thôi. Đúng rồi, bởi vì Bushujima nhanh hơn cho nên nó cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Giga Drain trước. Và hồi nãy mình cũng đã đoán sai, Bushujima cũng đã mất gần một nửa máu của từ cái đòn Earthquake vừa rồi cho nên cũng khá là nguy hiểm. Chứ sao thì bởi vì vừa nãy Mandy cũng đã chết một cách tức tử rồi. Thật sự là mình cũng không có ngờ tại sao xui chó chết. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng chuyển qua Mandy và Cannonball trong những cái trận đấu tiếp theo. Cái lý do mà ở video trước mình cho Mandy và Cannonball bắt cặp với nhau là bởi vì chúng ta, như các bạn cũng biết rồi, là bên quanh hệ bay thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái đòn hệ đất. Và nếu mà Cannonball sử dụng cái đòn Earthquake thì Mandy cũng sẽ không mất một tí xíu máu nào cả. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng đối đầu với thằng team Aqua cuối cùng trong cái căn cứ này. Và nó sử dụng một con Aircron. Con này thì cũng không có vấn đề gì cả nếu mà mình sử dụng một đòn Earthquake. Mình nghĩ là sau khi mà kết thúc trận đấu này thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại và khám phá căn cứ này một tí xíu. Bởi vì mình nghĩ là mình cũng đã bỏ qua một số khu vực khá là quan trọng. Và mình còn nhớ là vừa rồi thì cái đòn Water Sprout giật được một tí máu của Cannonball là mình hết hồn. Thêm một đòn Earthquake nữa.
Dù sao thì mình nhớ, như nãy mình đã nói thì mình nhớ là trong cái khu vực này, ở trong cái căn cứ này chúng ta cũng có thể nhận được một cái master ball hay sao đó ở trong cái căn phòng phía trên. À, nói chung là bây giờ diễn tả khó khăn quá, tí nữa mình quay trở lại thì mình cũng sẽ chỉ cho các bạn thấy. Ok, và con môn cuối cùng của thằng này sẽ là một con Rhydon. Cannonball mà tiến thôi. Ok, một đòn Earthquake. Và chúng ta có được một chiến thắng khá là không dễ dàng lắm, nhưng mà trước sau gì thì chúng ta cũng đã hạ gục được con Rhydon này rồi. Cannonball cũng sẽ không thể lên được level 71 cho sau khi trận đấu này kết thúc. Nhưng mà dù sao thì vừa rồi như các bạn thấy thì team Aqua cũng đã sử dụng cái con tàu ngầm để đưa thằng trùm của tụi nó đi đến cái căn cứ chính. Và cái đó thì sẽ phải lướt sóng rất là dài, một quãng đường rất là dài để đến được, cho nên là cũng không biết sao. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng khám phá cái phần còn lại của cái căn cứ này. Và đó rồi, mình cũng đã đến được cái căn phòng chính, và ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải cùng đối phó với một con Electro. Con này thì bởi vì không có giới tính cho nên là mình cũng sẽ cùng bỏ qua luôn. Thật ra trong cái căn cứ này mình vẫn chưa bắt con Pokemon hoang dã nào phải không? Có thể là tí nữa thì chúng ta cũng sẽ cùng vòng ra ngoài để câu cá hoặc là lướt sóng theo coi mình có gặp được con nào hay không. Và vừa rồi thì như các bạn cũng đã thấy rồi, mình kiếm được một cái Master Ball khá là xịn. Và trong đây thì hình như là chỉ còn một cửa mà mình chưa đi vào mà thôi. Đó là cửa ở tầng trên khi mà mình đánh với cái thằng kia. Giờ hết khó hiểu quá hả? Ở đây thì chúng ta kiếm được một cái Max Elixir. Và hình như đó là tất cả những gì mà mình có thể làm trong cái chỗ này. Hình như là mình còn bỏ qua một chỗ nữa phải không? Từ để xem lại coi, nếu mà mình đi vào cửa này và đi vào cái cửa ở dưới đây thì mình sẽ đến được cái chỗ này không. Mình nghĩ đó là tất cả những gì mà chúng ta cũng đã có thể khám phá. Đúng rồi, còn cửa này nữa nè. Ở đây thì chúng ta vẫn chưa đi vào cái cửa cuối. Ok, và ở đây thì chúng ta sẽ kiếm được một trái Nest Ball. Cũng không có gì đáng chú ý cả. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là tất cả những gì trong cái căn cứ của team Aqua này. Bây giờ thì mình cũng sẽ cùng vòng ra ngoài và thử sử dụng cái cần công hoặc là đòn lướt sóng xem coi là chúng ta có thể kiếm được con Pokemon hoang dã nào ở đây hay không. Ok, theo lý thì bình thường mình cũng đã kiếm được một con Pokemon hoang dã rồi đó. Thử sử dụng cần câu xem coi sao. Nhưng mà mình quá khó linh cảm không lành về chuyện này. Ok, có vẻ như là cái vùng nước này không có bất kỳ con Pokemon hoang dã nào trong đó cả. Khá là tệ. Nhưng mà dù sao thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng vòng ra ngoài và thay đổi đội hình của mình một tí xíu trước khi chúng ta tiếp tục chuyến hành trình. Thật sự mình cũng không có ngờ là tại sao xui đến như vậy. Nếu mà tính từ video trước tới bây giờ thì mình cũng đã có đến 5 cái chết mà phải không? Và nếu mà tính luôn cả video trước đó nữa thì hình như là Oprin chết. Và hình như chỉ có Oprin chết thôi hả? Đúng rồi, như vậy là có tới 6 cái chết. Trong vòng 3 video thì mình cũng đã phải thay đổi nguyên một đội hình. Thật ra không phải nguyên một đội hình nhưng mà cái số lượng cũng gần như vậy. Vì sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng bỏ Mandy vào hộp. Cái hộp, nhưng cái nghĩa địa của mình cũng đã gần đầy rồi. Với sự xuất hiện của Mandy thì nó chỉ còn 3 chỗ trống mà thôi. Vì sao thì ở đây mình cũng sẽ phải cùng rút ra một con Pokemon cái khác. Và thật sự là mình cũng chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi, đó là Zep và Nikki. Mình không có ưa hai con này tí nào nhưng mà sao cũng được. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng rút ra Nikki, và con này cũng sẽ trở thành bạn đồng hành của Bushushima trong khoảng thời gian tới. Hai con xấu xí làm bạn với nhau. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ phải cùng lướt một tí xíu về phía nam phải không ta? Mình nghĩ là mình sẽ phải đi đến Moss Deep City chứ ha. Rồi gì tính sau. Ở đây thì chúng ta lại có một trận đấu đôi khác. Thì là phiền. Ok, mình nghĩ là thật ra là Gyarados cũng có hệ bay mà phong, bởi vậy cho nên là cái đòn Earthquake của Cannonball cũng sẽ không gây được sát thương cho con Pokemon này. Khá là tệ. Mình cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn Shadow Ball với Gyarados, và Cannonball sẽ sử dụng đòn Defense Curl trước. Và ở những cái lượt tiếp theo thì nó cũng sẽ cùng sử dụng cái đòn Rollout để đối phó với Gyarados. Aerial Ice Rollout. Này
Ok, một chiến thắng khá là dễ dàng. Và ở đây thì Cannonball cũng đã lên được level 71 rồi. Tiếp theo thì rollout của mình cũng sẽ tấn công Rayleigh. Và thật sự là cái đòn hệ đá đánh vào bờ con hệ đá thì cũng sẽ không gây được bao nhiêu sát thương cả. Nhưng mà dù sao thì bỏ qua chuyện đó một bên. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Shadow Ball với Love Deck Seaho. Vừa rồi thì comedy của mình cũng đã rơi vào cái trạng thái bị mê hoặc từ cái đòn attack của con Love Deck. Nhưng mà da cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu cả. Rồi, vừa rồi thì con Medi cũng đã dính cái đòn takedown của con Relicant và nó cũng đã làm cái việc tự kết thúc bản thân cho mình rồi. Khá là tiện. Dù sao thì bởi vì ở đây Medi cũng đã xuống máu vàng rồi cho nên mình nghĩ là mình cũng sẽ cùng hồi máu cho nó vào một cái Hyper Potion. Còn Cannonball cũng sẽ có thể kết thúc được con Love Dick này bằng một cái đòn rollout. Và hình như là cái đòn rollout cũng đã lên được cái cấp thứ tư rồi phải không ta? Cho nên là ở đây chúng ta cũng sẽ cùng thông thả mà sử dụng cái đòn Aerial Ace được rồi. Nói chung là xàm xí mà thôi. Vừa rồi thì Cannonball cũng đã sử dụng cái đòn rollout hụt. Thì không thể tin được. Nhưng mà dù sao thì ở đây cái việc đó cũng không còn ảnh hưởng nữa. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn Earthquake để kết thúc con Azumarill này. Tuyệt vời. Ủa mạnh vậy mà không có giết được nó hả? Aerial Ace, Earthquake. Nè, cho mày mua milk. Này, thêm một lần, Aerial Ace, Earthquake. Một chiến thắng khá là khó khăn đó, cũng không phải dễ dàng gì lắm đâu. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng hồi máu cho Medi trước rồi gì tính. Này. Ủa khoan, cái đường này có phải là cái đường mình đã đi qua chưa ta? Nếu mà chưa đi qua thì mình cũng có thể bỏ qua con Poliwhirl này. Thật sự là mình cũng không có biết mình có đi qua hay chưa. Mà nếu mình bỏ qua cái con Poliwhirl này và sau đó mình xem lại thì coi cái đường này mình chưa đi qua thì chúng ta lại bỏ mất một cơ hội bắt một con mình khác. Cũng không biết làm sao nữa. Mình nghĩ là mình cũng sẽ cùng bắt con Poliwhirl này rồi gì đến sau ha. Nếu mà mình cũng đã đi qua con đường này rồi thì chúng ta vẫn luôn có thể thả con này ra. Còn nếu không thì cũng được một thành viên khác trong đội hình của mình ở trên băng ghế dự bị của mình. Nhưng mà vừa rồi thì con Poliwhirl cũng đã bị hạ gục bởi cái đòn Aerial Ace của mình đi. Yếu vậy ta, mình biết là cấp tới 20 level nhưng mà không thể nào cái đòn Aerial Ace lại mạnh tới mức đó được. Dù sao thì được 124. Đường 124, ok, cái đây là một đường mới luôn rồi đó. Cho nên là mình cũng đã sử dụng cái lượt bắt buộc hoàng giả rồi. Khá là phiền. Dù sao thì ở trong khoảng thời gian tới mình nghĩ là mình cũng sẽ né qua những cái huấn luyện viên ở đây cho đến khi chúng ta kiếm được một cái đoạn sợp. Như vậy thì mình cũng sẽ bỏ cái phần đối đầu này và trong video tiếp theo ở trong cái đoạn đang cày ha. Ở đây thì chúng ta cũng đã đến được thành phố Moss đi. Khoảng từ chưa đến được hả? Under Sales. Ở đây thì chúng ta cũng có thể đưa mấy cái miễn chai cho anh cha nội này và đổi lấy những cái cục đá tiến hóa, dạng như là 4 cái miễn chai màu xanh lá cây, hoặc là 5 cái miễn chai màu xanh lá cây sẽ đổi được một cục đá cỏ, và 5 cái miễn chai màu xanh nước biển sẽ đổi được một cục đá nước hay sao đó, cũng khá là tiện. Nhưng mà dù sao thì ở đây mình không có quan tâm cho nên chúng ta cũng sẽ cùng bỏ qua hết. Mình nghĩ là cái tụi này cũng là huấn luyện viên nhỏ nhém đó cho nên là mình cũng không có muốn phí thời gian. Ở đây thì chúng ta cũng đã đến được thành phố Moss Deep rồi, và mình nhớ là trong chỗ này thì chúng ta cũng có thể có được một cái trứng hay sao đó chứ. Còn Meldum từ trong cái nhà của ông Steven Stowe ở đây phải không ta? Nói có thể là mình sẽ phải... đúng rồi, đây chính là cái nhà của ông Steven Stowe, nhưng mà theo mình nhớ thì trong cái chỗ này chúng ta cũng có thể có được một trái Pokeball chứ còn Beldum. Nhưng mà có thể như là mình sẽ phải đánh bại Tứ Đại Hy Vương trước khi mình có được cái món quà đó. Như sao thì ở đây mình có thể đi vào cái phòng thể thao này để xem coi là chúng ta sẽ đối đầu với những con Pokemon nào. Không phải, đối đầu với những huấn luyện viên nào. Đáng lẽ là mình nên sắp xếp đội hình của mình một tí xíu. Dù sao thì mình nghĩ là trước khi kết thúc video này thì chúng ta cũng sẽ cùng đánh bại tất cả những huấn luyện viên nhã nhép và những huấn luyện viên trợ lý đi ha. Rồi trong video tiếp theo khi mà đội hình của mình cũng đã lên được một tí level thì chúng ta cũng sẽ cùng thách đấu với cặp song sinh ở đây. Một đòn Shadow Ball áp dụng cho Crumpet và Cannonball cũng sẽ làm chiêu cũ Earthquake. Thật ra là mình cũng không có tự tin lắm đâu, bởi vì cái khoảng cách level cũng chỉ là 5 điểm, win cũng chỉ là 5 cấp mà thôi. Và thường thì cái đó cũng không phải là một khoảng cách đủ an toàn. Như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Shadow Ball với con Alakazam và Cannonball. Chỉ cần đòn Iron Tail là đủ rồi hả, đâu cần phải lăn tăn làm gì.
Ôi, một chiến thắng khá là dễ dàng và Medi ở đây cũng chưa đủ kinh nghiệm để lên được level 71 hả? Ok, sao cũng được. Lại có một trận đấu đôi nữa nhưng mà cận tác vừa nãy mình cũng sẽ cùng hồi máu cho Cannonballs một tí xíu. Và... Nãy một con Chamico và một con Slowpro tương tự như hồi nãy, một đòn Shadow Ball với Slowpro đi ha, và một đòn Earthquake. Mình không có biết là con Chamico có cái khả năng Levitate và né được cái đòn Earthquake của mình hay không, nhưng mà thử mới biết được. Đấy. Ok, con Chamico cũng có cái khả năng đó, cho nên ở cái lượt tiếp theo thì chúng ta cũng sẽ phải đổi chiến thuật một tí xíu. Một đòn Shadow Ball với Chamico và một đòn Iron Tail với Slow King xem coi như thế nào. Này, khá là mạnh đó. Ok, cái đòn Iron Tail vừa rồi không có được bao nhiêu sát thương, gây ra được bao nhiêu sát thương cho con Slow King cả. Khá là tệ. Một đòn Shadow Ball với Slow King và một đòn Iron Tail. Không. Trong lượt này thì chơi an toàn đi ha, mình cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn không, con này không có Protect hả? Mình cũng sẽ cùng sử dụng một cái Hyper Potion để hồi máu cho Cannonball. Bởi vì không dừng ở cái lượt tiếp theo, nếu mà chúng ta không hại cục được Slow King á, thì nó cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn Water Pulse để giết Cannonball. Nhưng mà rốt cuộc thì cái chuyện đó cũng đã không xảy ra. Chúng ta cũng sẽ cùng kết thúc con Chamico này bằng một đòn Shadow Ball và có được một chiến thắng dễ dàng. Medi... Ủa, nó vẫn còn một con vong nữa hả? Nó hỏi sao cũng được. Thêm một đòn Crunch, thêm một đòn Iron Tail. Và Medi ở đây cũng đã lên được level 71 rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng chuyển sang sử dụng một cái cặp đôi khác. Ôi, nói năng cũng không sao mẹ kiếp. Mình nghĩ là mình cũng sẽ không sử dụng cái cặp đôi Mystic và Barney đâu, bởi vì Barney có hệ độc, cho nên là nếu mà đối phó với những combo hệ siêu linh khác á thì nó cũng sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm. Nhưng mà xét ra thì Nikki chỉ mới level 40 thôi, và Bushujima cũng không có đòn nào, có một đòn Crunch. Nhưng mà nếu mà phải đấu đôi thì Nikki cũng sẽ gặp nguy hiểm. Biết sao, mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục sử dụng cái cặp đôi Cannonball và Medita. Và ở đây thì mình cũng sẽ phải đổi tí xíu nếu mà mình đi như thế này. Không, bởi vì ở đây có cái tượng chặn lại rồi, cho nên là mình cũng có thể đi từ đầu được. Khá là ngu. Thêm một trận đấu đôi nữa. Và lần này thì chúng ta sẽ phải đối phó với ba con Pokemon mà thôi. Một đòn Shadow Ball với Mr. Mime và một đòn Earthquake áp dụng cho cả hai. Này, ở đây thì ông già kia sẽ tung ra một con Pokemon khác, và đó sẽ là một con Kirlia. Con này thì chắc sức phòng thủ vật lý của nó cũng thấp chứ hả? Chúng ta cũng đã có thể dễ dàng hại cục được nó rồi. Cái vấn đề còn lại chỉ là Starmie mà thôi, một đòn Crunch rất là đủ rồi không? Này, thêm một chiến thắng khá là dễ dàng cho cặp đôi Medi và Cannonball nữa. Và mình sẽ phải thêm cái nữa để có thể đi lên đây. Nếu mà mình làm như thế này và sau đó đi qua theo kiểu này. Khoan, từ từ, mình sẽ muốn làm như thế này nè. Đầu tiên là học xoay cái này trước, sau đó thì chúng ta cũng sẽ có được thêm một trận đấu đôi nữa. Cái cặp đôi Medi và Cannonball đang chiến đấu khá là hiệu quả, cho nên là mình cũng sẽ cùng tham gia vào những cái trận đấu đôi ở đây hơn là cố gắng kiếm được những cái trận đấu đơn như trước giờ mình vẫn hay làm. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một cái đòn Shadow Ball với Espeon, còn Cannonball sẽ sử dụng một đòn Earthquake áp dụng cho cả hai. Không, con Claydol có khả năng Levitate không ta? Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một cái đòn Iron Tail với Claydol xem coi như thế nào. Ô, con này có explosion. Ôi trời đất ơi. What the hell? Cái này thật sự là mình không có ngờ đến. Mình không có ngờ là con Claydol lại sử dụng cái đòn nổ tung ở trong trường hợp này để hạ gục được con SBO luôn chứ. Ôi trời đất ơi. Cái chết thứ hai thật sự là mình không có ngờ đến trong cái video ngày hôm nay. Và bởi vì Medi cũng đã chết rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ phải cùng thay thế bằng một con Pokemon khác. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ cùng sử dụng Bushujima trong trường hợp này, bởi vì nó có đòn Crunch, cho nên cũng có thể dễ dàng hạ gục được những con Pokemon hệ siêu linh ở đây. Crunch, Iron Tail, má tao quê quá, thiệt luôn. Vậy sao thì ở đây thì mình cứ phải đổi đội hình một tí xíu, bởi vì Cannonball chỉ còn đơn lẻ một đứa mà thôi, cho nên là nếu mà ở trong những cái trận đấu tiếp theo, khoan khoan
Nếu mà trong những cái trận đấu tiếp theo chúng ta gặp được những cái đứa riêng lẻ thì mình cũng sẽ cùng sử dụng Cannon Bolt. Và nếu mà mình bắt buộc phải sử dụng một đôi thì chúng ta cũng sẽ cùng cân nhắc đổi sang một cái cặp khác ha. Giờ đi theo đường này và nếu mà... Quá vậy là phải ấn cái nút màu nâu bên kia chứ hả? À khoan khoan, quá thiệt luôn. Thêm cái nữa. Hai của anh đây, ấn cái nút màu nâu này. Ấn thêm một cái nút màu nâu nữa. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng trở lại với cái điểm khởi đầu để đi qua phía bên phải. Thêm một lần đây nữa. Ok. Ủa cái gì vậy? What? Bây giờ thì mình không thể đi đường này được nữa, cho nên là cũng không biết sao, có thể là mình sẽ phải vòng lại bên này và đi qua cửa bên phải. Và ở đây thì chúng ta sẽ phải đối phó thêm một lố khác. Khoan từ từ. Khoan từ từ, mình muốn đấu đơn, mình muốn đấu đơn. Không, cứ đấu đôi đi mà, mệt quá. Rồi, ở đây thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng Mystic và Barney xem coi như thế nào. Thật sự như hồi nãy mình đã nói, mình không muốn sử dụng Barney bởi vì nó là hệ độc, cho nên cũng sẽ khá là nguy hiểm đó. Biết sao, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng Bushima và Nikki thử xem như thế nào. Thật ra nếu mà Nikki chết thì mình cũng không có đau buồn tới mức đó. Vậy đi ha. Và nếu mà thật ra nếu mà Nikki chết đó, thì chúng ta cũng có thể tranh thủ cơ hội đó mà ghép cặp giữa Cannon Bolt và Bushima một cặp đôi cũng không phải là quá dở. Cho nên là để xem sao. Chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đơn Crunch để giết con Satu và một đòn Ice Punch áp dụng cho con Executor đi ha. Này Nikki. Ok. Cũng làm nên chuyện đó. Như thật ra hồi nãy mình đã nói rồi, mình trong ý là cũng hơi có giả tâm một tí xíu, cũng được rồi, mình thừa nhận. Mình thật sự xin lỗi Nikki, mình không có ý gì hết. Nhưng mà bởi vì bây giờ mình rất là ngại đi ra trung tâm vòng quanh và đổi đội hình, cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tranh thủ cơ hội này và ghép cặp với Bushijima và Cannon Bolt luôn. Kể từ bây giờ thì Bushijima và Cannon Bolt sẽ trở thành một cặp chính thức. Và chúng ta cũng sẽ cùng rút ra một cái cặp khác ở cái lần tiếp theo mà mình quay trở lại với trung tâm vòng quanh. Vậy đi ha. Quay trở lại với trận đấu hiện tại thì chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một đòn Crunch để kết thúc con Satu này. Còn con Executor thì có thể được xử lý bằng một đòn Iron Tail ha. Ok. Tiếp sẽ làm con Natu. Con này thì còn dễ hơn con Satu hồi nãy nữa. Crunch và áp dụng cho con Satu Iron Tail. Khoan, một đòn Rollout chắc cũng là đủ rồi hả? Rollout áp dụng cho con Executor. Tuyệt vời. Ok. Và sau khi cái trận đấu này kết thúc thì mình cũng sẽ chỉnh lại thứ tự đội hình một tí xíu. Cannon Bolt sẽ được đưa lên trên thay thế cho Nikki. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ có được trận đấu cặp thứ 2. Mình nghĩ là cuối cùng trong cái phòng thể thao này luôn đó, trước khi chúng ta đối đầu với hai đứa sinh đôi. Dù sao thì đối thủ của chúng ta sẽ là một con Medicham và Wobbuffet. Crunch. Không sao lập. Không biết nữa. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng cái đòn Crunch để áp dụng cho con Medicham. Còn Cannon Bolt thì cứ Defense Curl chứ rõ rồi gì tính sau. Này. Thật là may mắn vừa rồi. Nếu mà mình kết thúc con Wobbuffet nên bằng một cách nào đó mình giết được con Wobbuffet đó thì chắc chắn là hai đứa mình cũng sẽ chết luôn rồi. Khá là nguy hiểm. Ở đây thì chúng ta sẽ lại sử dụng cái đòn Crunch nhưng mà áp dụng với con Wobbuffet xem coi như thế nào. Còn Cannon Bolt thì sẽ sử dụng một đòn Rollout. Mình nghĩ là mình nên hồi máu cho Cannon Bolt trước giả rồi chứ đến sau ho. Ok, cẩn thận vô ấy nấy. Crunch rút được một tí xíu máu của Wobbuffet đó. Tiếp theo một đòn Crunch nữa áp dụng cho con Wobbuffet lần 2. Và Rollout sẽ được áp dụng cho con Medicham. Đấy. Tuyệt vời. Như vậy là ở cái lượt tiếp theo thì cái đòn Rollout của mình cũng sẽ hụt khá là tệ. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng áp dụng cái đòn Crunch với con Wobbuffet này kết thúc nó luôn không? Trước khi nó kịp tung ra cái đòn Destiny Ball. Chỉ còn lại con Medicham thì dễ rồi. Crunch và Antel. Đấy. Và để xem coi mình đoán có đúng không. Đó là trận đấu cuối cùng. Cái trận đấu đôi cuối cùng trong cái phòng thể thao này. Và nếu mà mình đoán đúng thì nếu mà chúng ta quay trở lại với cái chỗ... Cái cổng dịch chuyển đó là để cho mình đi lại cái điểm khởi đầu luôn hả?
Ôi, nếu mình đi quanh phải đây, khoan khoan không phải, đi qua bên trái ở đây và đi lên trên này, đi xuống cái này cái nữa và đi quanh đây. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến được cái chỗ của hai đứa sinh đôi. Nhưng mà như mình đã nói hồi nãy thì mình không tin rằng đội hình của mình bây giờ có thể đủ sức để đánh bại được hai đứa này. Cho nên là chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì cũng là lúc thích hợp để chúng ta xem qua câu trả lời cho cái mini game ngày hôm nay. Đó là Lightning nhân vật chính cho Final Fantasy 13. Dù sao thì đây cũng là tất cả những gì mà muốn cho các bạn thấy trong video này. Rất cảm ơn các bạn đã xem và thật sự rất xin lỗi một lần nữa bởi vì những cái chết nhảm nhí. Và cái thứ hai là có thể mình tự thấy là cái chất lượng video của hôm nay không có được tốt lắm. Rất mong các bạn thông cảm. Dù sao thì like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì, cứ để phần comment dưới bên sẽ hết. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục sau. Mình là Lại Yêu Long. Xin chào.